Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì chiều nay bà con mới về được một ít mầm giải hạt đắc côi. Đó. Thì em tranh thủ đăng clip lên để bán cho các bác luôn. Đó. Thì em có chia ra làm 3 phần. Đây. Có 2 mầm dài. Thì em quay sơ ra từng mầm nha. Đó. Mới đó, nguyên về mới bóc luôn. Thân khá là nù, thằng này thắt ngọn rồi nha. Đó. Mầm thứ nhất. Đây mầm thứ hai. Này nguyên ngọn. Mặt sau nó đây. Đó. Và cái dè nó đây. Thì hai cái mầm này giá bằng nhau là 300 ngàn một mầm nha các bác. Thằng giải hạt đắc côi thì dạo này cũng khá là hiếm, bởi vì bà con đi rừng nói chung là giờ cũng ít đi nhiều rồi. Cái vùng đắc côi bữa nay hàng giải hạt nó cũng bắt đầu hiếm dần đi rồi. Hai mầm có giá như nhau nha các bác. Mầm đây cũng 300, mầm đây cũng 300 ngàn. Mỗi mầm là giá 300 ngàn. Và dưới đây là một lô kín. Thì em bán nguyên lô đây luôn, chứ em không bán lẻ. Đó, thì em sẽ dơ từng cái mầm kiến lên cho các bác xem. Đây, thằng kiến đầu tiên. Rất là nù, đẹp. Đó, mới bóc về luôn. Rất là đẹp. Tươi mới, ngon mẫn luôn. Thằng thứ hai này. Lá ngọn tím rịm. Đó, mặt sau nó đây. Thằng thứ ba. Ú nù. Bấp bập. Ừ, tím rịm luôn. Thằng thứ tư này. Đó. Đây. Thằng thứ năm. Thứ sáu. Thằng thứ bảy. Bảy đây thì nó mọc ra từ một cái kỳ. Đây nó có một cái ngọn nhưng mà bị nó kiểu nhỏ nhỏ mà nó đã thắt ngọn rồi. Rất là lạ. Mầm thứ 8. Đó. Hàng đi vào trong ngày nên rất là tươi nha các bác. Đó. Thì nguyên lô giải hạt 8 mầm đắc côi kiến đây thì em bán nguyên lô luôn nha, chứ em không bán lẻ. Và giá của nguyên lô này là 700 ngàn nha các bác. Đó. 700 ngàn cho 8 mầm kiến rất là đẹp. Đó. Trên đây là mầm số 1 đây 300, mầm số 2 đây 300 đó. Rồi các bác nào có nhu cầu mua giải hạt thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Hàng này chỉ ít thôi nên các bác chốt nhanh nhé, không là hết phần. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip bán lan tiếp theo nhé.